Xin chào mọi người, mình là Toàn An Đồng Hôm nay mình làm video để trả lời một câu hỏi Mà hôm nay vô tình là có hai anh hai anh thợ xe máy đều hỏi mình chung một cái câu hỏi như thế này Ở đây ở laptop mình đã mở ra cái hình ảnh là xe AB2023 nhé Nó có một cái đèn đỏ nó cứ chớp chớp liên tục ở trên cái đồng hồ táp lô Ở phía góc bên trái như thế này Đây là anh thợ anh đã chụp ảnh lại và có câu hỏi mình Thì trên xe lít đời mới nó cũng có cái đèn như thế này nhé Đó thì mình trả lời cho mọi người rằng là đây là cái đèn báo xe đang ở trong trạng thái báo động chống trộm đấy gọi là chống rắt đấy thì rất nhiều anh em muốn hỏi rằng là cái đèn này có ý nghĩa gì này và tắt cái đèn này đi là như thế nào thì mình cũng sẽ trả lời như sau khi mà mọi người thấy cái đèn này nó chớp liên tục thì xe đang ở trong trạng thái báo động lúc này chúng ta chỉ cần tác động vào xe chúng ta, ta chạm vào xe nhé thì xe sẽ hú còi Đấy, xe sẽ hú còi để báo động để chống rát vậy thì muốn tắt cái đèn này đi thì chúng ta chỉ cần đánh thức vào lúm khóa hai lần tức là chúng ta đánh thức một lần đầu tiên thì cái đèn báo chìa ở đây nó sẽ sáng sau đó chúng ta lại ấn đánh thức tiếp lần thứ hai để cái đèn báo chìa này nó tắt đi là xong là lúc đó chúng ta đã hủy chế độ báo động rồi đối với xe AB 2020 hoặc là xe Vision thì chúng ta lại ấn đánh thức ở nút đề Đấy, thì người ta sử dụng cái công tắc để để đánh thức hệ thống khóa mà. Hoặc là chúng ta chỉ cần bật được cái núm khóa lên, trong đó chúng ta tắt khóa đi là xe sẽ, sẽ uh, mất cái chức năng chống trộm thôi. Thì đó là hai cách hủy chế độ báo động, chế độ chống trộm. Mình nhắc lại nhé, để tắt cái đèn này đi cũng là hủy chức năng báo động. Thì thứ nhất là chúng ta đánh thức vào cái núm khóa hai lần, ấn lần 1 cho đèn báo chìa sáng và ấn tiếp lần 2 cho đèn báo chìa tắt thế là xong là chúng ta chạm vào xe xe không hú còi nữa không báo động nữa và cái đèn báo này nó không chớp nữa nhé thì cái đèn này nó hiển thị cái trạng thái báo động mà trạng thái đang ở chế độ chống trộm còn đối với xe AB à quên cái xe AB 2020 và xe Vision đúng rồi thì mọi người sử dụng công tắc để để đánh thức tức là chúng ta đánh thức vào công tắc để hai lần là cũng sẽ hủy chế độ này hoặc chúng ta bật khóa điện lên sau đó chúng ta tắt khóa điện đi thì cũng sẽ hủy chế độ báo động này thôi và chúng ta muốn bật chế độ báo động này thì ở trên cái nút chìa khóa đây này, này chúng ta ấn vào cái nút có hình cái loa đây này Đây là chìa của AB 2013 đây Mọi người quan sát cho mình Ở đây là có một cái biểu tượng hình loa Dưới là biểu tượng xe máy đó là chức năng tìm xe Thì cái nút này là vừa chức năng tìm xe vừa chức năng là báo động Khi chúng ta tắt khóa điện Chúng ta bấm nút này một lần sẽ thấy là loa kêu pip, Đấy, xe kêu pip pip hai lần rất là thưa, thì nó đang ở chế độ báo động. Đấy, nếu mà chúng ta chạm vào xe mà hú còi, mà chúng ta lại ấn vào đây để hủy báo động, thì một lúc sau xe tự động lại bật báo động trở lại, rất là phiền phức. Và lúc đó chúng ta chỉ cần đánh thức vào ổ khóa hai lần, tức là cái công tắc lúng khóa hai lần, hoặc là chúng ta đánh thức vào nút đề hai lần sẽ hủy chế độ báo động đi thôi. Và cái đèn đỏ trên táp lô sẽ tự mất. Trên xe lít đời mới và AB đời mới sẽ có cái đèn này. Vậy thì khi nào gặp trường hợp như thế này, đèn đỏ cứ sáng liên tục, chạm vào xe hú còi thì chúng ta nhớ là đánh thức vào công tắc đúng khóa hai lần hoặc là chỉ cần bật khóa lên sau đó tắt đi là sẽ mất chức năng chống trộm, mất chức năng báo động và cái đèn này nó sẽ ẩn đi. Đó video mình làm tới đây là hết rồi mình uh, chia sẻ kiến thức cho mọi người mọi người nhớ theo dõi video của toàn an đồng rồi xin chào mọi người